khởi nghiệp đang là một trong những xu hướng dần lan rộng khắp các trường đại học, cao đẳng. Dưới góc nhìn của các bạn sinh viên, đây là cơ hội thể hiện sự sáng tạo, khám phá tiềm năng của bản thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng. Khởi nghiệp giúp sinh viên phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, tạo bước đệm cho tương lai. Hơn thế nữa, các chương trình khởi nghiệp cũng là bệ phóng để các bạn hiện thực hóa ý tưởng, thử thách bản thân, khẳng định bản lĩnh. Với sứ mệnh là thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên y dược, thì đối với sinh viên trường y nói chung thì thực sự cái phong trào này nó không quá là mạnh mẽ như các trường kinh tế khác. Thì câu lạc bộ em là câu lạc bộ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trường đại học Hà Nội quyết định tổ chức một sự kiện này nhằm có thể thúc đẩy cũng như là truyền cảm hứng được cái tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến tất cả các bạn sinh viên trong trường của mình cũng như các bạn sinh viên trường dược ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để làm nên thành công của chuỗi chương trình MediVision thì không thể không kể đến sự đóng góp của các thành viên mà còn kể đến sự hỗ trợ của các đơn vị nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ truyền thông và đặc biệt là nhà tài trợ vàng IV Bác sĩ ơi và Iris. IV Bác sĩ ơi và Iris vinh dự đồng hành cùng câu lạc bộ SESC Đại học Y với vai trò nhà tài trợ vàng cho chuỗi chương trình MediVision sinh viên y dược với ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài những đóng góp cho chương trình, chúng tôi còn mong muốn mang đến những giây phút thoải mái cho thí sinh bằng những mini game, những món quà hữu ích. Đặc biệt, IV, Bác sĩ ơi và Iris tin rằng thông tin về những giải pháp công nghệ trong y dược cho người dùng lẫn bác sĩ, dược sĩ tương lai mà chúng tôi mang đến cũng là điều các bạn đang thực sự cần. Vâng, khi mà nhận được câu hỏi của chị là tại sao mà em lại nghĩ tới khởi nghiệp đúng không ạ? Thì bởi vì em cảm thấy sinh viên y khi mà trải qua 6 năm học ở trường, ra trường thì cơ hội việc làm cũng có rất là nhiều. Nhưng mà các bạn thì đa phần thì chưa hướng tới được cái mục tiêu rõ ràng của mình. Và em nhận thấy được rằng như thế thì mà em sẽ hướng tới khởi nghiệp. Thì khi mà ra trường thì sinh viên bác sĩ ạ, thì lương bác sĩ thì có một phần gọi là khá là béo bó so với thời gian mà bọn em bỏ ra học tại trường y và những cũng như là cái chi phí mà bọn em bỏ ra trong vòng 6 năm học. Em nghĩ tới khởi nghiệp thì cũng tình cờ thôi. Em sẽ giúp phần nào được kinh phí cho gia đình và cũng như có thể là thu hồi lại một phần vốn nào đó cho em trong vòng 6 năm học vừa rồi ạ. Xin hẹn. Đồng hành cùng MediVision, chúng tôi mong muốn hỗ trợ, khích lệ tinh thần của người trẻ Việt để phần nào là điểm tựa giúp các bạn sinh viên tự tin thể hiện những ý tưởng khởi nghiệp đột phá, sáng tạo của bản thân. MediVision là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chương trình đã tạo ra sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên thỏa chí thể hiện bản lĩnh, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm. IV, Bác sĩ ơi và Iris luôn mong muốn lắng nghe, tiếp lửa cũng như hỗ trợ các bạn hoàn thiện và hiện thực hóa những ý tưởng tiềm năng đang nằm trên giấy. Với một chương trình mình thấy trước đây là chương trình rất là ý nghĩa đối với sinh viên của Đại học Y và IP Bác sĩ ơi và Iris cũng đã đồng hành với Bệnh viện Đại học Y cũng khá là lâu rồi cũng như là Đại học Y thì mình cũng rất là mong là được qua chương trình này thì mình có thể lắng nghe các ý tưởng của các bạn xem là hiện tại sinh viên có những ý tưởng gì rất hay, rất mới. Bên mình cũng là một cái startup về y tế nên cũng rất là thấu hiểu những cái khó khăn của các bạn trong cái giai đoạn startup nên mình cũng muốn là thông qua chương trình này cũng có thể đóng góp được và đồng hành được các bạn để thực hiện thực hóa những ý tưởng của các bạn về startup y tế.